Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phi vừa kết thúc 72 giờ thanh lọc cơ thể cùng Lương Hy Cao Ngọc Lâm. Bây giờ Phi xin review lại một số cảm nhận của mình sau quá trình đào thải đường ruột, ngưng ăn và tập khí. Kỳ diệu là sau khi mình tập tiên thiên khí công thì cơ thể không còn cảm giác đói nữa mà vẫn rất là khỏe khoắn và tỉnh táo. Đến giờ chiều cũng đến giờ ăn thì cơ thể mình lại đói và Phi lại tập tiên thiên khí công. Đến tối thì nếu mình cảm thấy đói thì mình lại tập tiên thiên khí công thêm một lần nữa và đi ngủ thôi. Qua ngày hôm sau thì Phi lại dậy vào lúc 5 giờ sáng để học tập. Thì lúc đó cơ thể vẫn rất là bình thường, vẫn dậy học như mọi khi. Qua ngày thứ ba, điều tuyệt vời là Phi cảm nhận là sau 2 ngày thì qua ngày thứ ba thì là thấy cơ thể mình lại khỏe hơn 2 ngày trước. Và hiện tại thì Phi đã kết thúc chương trình 72 giờ thanh lọc. Cảm nhận của mình lúc này là cơ thể rất là khỏe khoắn và tinh thần rất là tươi tắn và tỉnh táo. Không ăn thì sợ sẽ thiếu hụt năng lượng, nhưng mà 3 ngày vừa rồi thì hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn đưa con đi học, đi chợ và làm công việc nhà, rồi công việc của mình hay là học tập vào lúc 5 giờ sáng vẫn diễn ra bình thường. Thì có một cảm nhận nữa là hình như sau quá trình đào thải thì con bụng của mình nó bị mất khá nhiều mỡ.